Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay thứ năm ngày 18 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh ủy xem xét quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Những gương mặt đoàn viên tiêu biểu trong phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tạm dừng tham quan về đêm khu vực Thượng Thành do cả hành vi thiếu ý thức, xâm hại di tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11 để xem xét quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, quán triệt quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ, lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và một số nội dung quan trọng khác. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trình bày báo cáo quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đồng thời khẳng định, ngày 19 tháng 10 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế tại quyết định số 1261 làm cơ sở để tỉnh tiến hành tổ chức lập trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thành nội dung đồ án quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư để tham gia góp ý về đồ án quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến các địa phương, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh. Qua đó, nội dung đồ án đã nhận được các ý kiến xác đáng, tâm huyết, góp phần xây dựng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được tổ chức lập theo đúng quy định hiện hành, đồng bộ với các quy hoạch đang triển khai thực hiện. Đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính gồm 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện. Khu vực nội thành gồm 3 quận, thành phố Huế chia thành 2 quận, quận phía Bắc và quận phía Nam. Thành lập quận Hương Thủy, hình thành từ thị xã Hương Thủy. Hệ thống đô thị trực thuộc gồm 2 đô thị loại 4, thị xã Phong Điền dự kiến thành lập và thị xã Hương Trà. Các huyện bao gồm Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang và dự kiến sáp nhập huyện Phú Lộc với huyện Nam Đông. Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương với 10 đơn vị hành chính gồm 3 quận, 1 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện. Cơ bản giữ nguyên các đơn vị hành chính như giai đoạn đến năm 2025. Nâng cấp đô thị Chân Mây gồm khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô và vùng phụ cận theo tiêu chí đô thị loại 3 và phấn đấu trở thành thành phố. Đến năm 2045, giữ nguyên 10 đơn vị hành chính trực thuộc, tiếp tục đầu tư và phát triển hạ tầng, thu hút dân cư để hình thành thành phố Phong Điền, phát triển thị xã Hương Trà đáp ứng các tiêu chí cơ bản của quận. Tiếp tục đầu tư nâng cấp đô thị Chân Mây. Tầm nhìn đến năm 2065, ổn định mô hình, hoàn thiện, nâng cao chất lượng đô thị và cả khu chức năng. Đô thị trung tâm gồm 4 quận là quận Bắc Sông Hương, quận Nam Sông Hương, quận Hương Thủy, quận Hương Trà. 2 thành phố là Phong Điền và Chân Mây. Các đô thị Quảng Điền và Phú Vang đạt tiêu chí đô thị loại 4. Các thị trấn đô thị loại 5 thuộc các huyện còn lại. Với định hướng phát triển đô thị Chân Mây Lăng Cô, bao gồm khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô và vùng phụ cận, bao gồm thị trấn Phú Lộc, xã Lộc Trì, Lộc Bình, Giang Hải, Vinh Hiền và Vinh Hưng. Quy mô đô thị Chân Mây Lăng Cô khoảng 447 ha, phấn đấu thành thành phố sau năm 2030 đối với khu vực này. Từ gợi mở các vấn đề của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý như các chiến lược phát triển Thừa Thiên Huế trong giai đoạn tới, định hướng quy hoạch phát triển toàn đô thị bao gồm mô hình và cấu trúc đô thị, định hướng phát triển không gian toàn đô thị, định hướng phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị, định hướng quy hoạch các đơn vị hành chính. Các đại biểu tham gia góp ý để hoàn thiện đồ án quy hoạch chung làm cơ sở xây dựng đô thị trung ương theo kết luận 54 của Bộ Chính trị. Cái đề nghị nghiên cứu là trong đây là quy hoạch, cho nên trong cái tên của các đơn vị hành chính chưa đi vào ý cụ thể. Cụ thể là ví dụ như là slide số 10 và 11 thì gọi là quận Nam Xuân Hương và quận Bắc Xuân Hương thì ghi như vậy là dễ nhầm lẫn theo cái tên. Cho nên đặt vào là vùng phía Nam và vùng phía Bắc của Trung ương. Đây là cái giới hạn cái không gian đó, thì chưa gọi là tên. Xin đề nghị ở đây trong cái tuyến mà từ quốc lộ 1A về Hương Vinh qua Phú Mậu thì cần có một cái quy hoạch rõ nét cho cái tuyến từ cái phía Hương Vinh qua cầu Tân Phước và đi về đến là Hải Dương. Tôi nghĩ thì cần có và đồng thời là cũng phải quy hoạch rõ cho cái động lực cái đô thị ở ven phía Bắc sông Hương của từ Hương Phong về. Sau này thì theo việc quy hoạch theo định hướng hiện nay thì Hương Phong cũng sẽ là nằm ở
cái thuộc là quận ở phía Nam, thì tôi nghĩ thì chúng ta cũng phải đẩy lên, nó cũng sẽ kết hợp với cái cụm đô thị động lực ở phía Bắc là ở tại mà Kim Long, An Hòa, Hương An, thì cùng với hai cái động lực này thì nó sẽ tạo cho cái điều kiện cho cái vùng phía Bắc có thể là phát triển mạnh mẽ hơn. Đến năm 2025 còn khoảng 25 giờ là điều kiện khoảng 1.8 triệu. 1.8 triệu thì tốc độ tăng của nghĩa là hiện tại là 60%. Tốc độ tăng dân số này thì những cái hạ tầng thì theo cái hạ tầng rất lớn, rất ít, rất lớn. Hạ tầng giao thông, hạ tầng văn hóa, trường học, y tế, những cái đó là chưa vật chất nhưng mà là chưa nguồn nhân lực. Thì từ đây đến năm 2025 thì có thể đảm bảo được. Cái này các đoàn cán bộ được thông qua thì thông qua là đây là một trong những cái cán tự để đưa vào các cái nghị quyết của các chi đại hội về việc để phát triển kinh tế xã hội, cộng thêm đó là có những nguồn lực để đảm bảo. Trên cơ sở các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trước đó tại phiên họp sáng nay, hội nghị cũng đã nghe tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 theo các bước và quán triệt quy định 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự. Cùng tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã phát động chương trình chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm cho người nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn công tác của Ủy ban Dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn đã vừa có các buổi làm việc với Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet để xúc tiến mở các đường bay nội địa quốc tế đi và đến cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đề nghị các hãng hàng không tăng chuyến đi và đến Huế trong thời gian trung tuần tháng 6 vào dịp kỷ niệm 30 năm quần thể di tích cố đô Huế và nhà nhạc âm nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Hỗ trợ mở đường bay quốc tế và tăng các chuyến bay đến Huế, ưu tiên các tuyến bay trong nước nối các điểm du lịch từ Huế đi Nha Trang, Phú Quốc hoặc Vân Đồn Hạ Long. Đồng thời mở đường bay quốc tế kết nối cố đô ba nước Đông Dương, Huế, Luân Prabang, Siem Reap, Huế Hàn Quốc, Huế, Nhật Bản. Thừa Thiên Huế cũng mong muốn Vietnam Airlines và Vietjet tiếp tục tham gia tài trợ trực tiếp cho Festival Huế 2024 với danh vị nhà vận chuyển chính thức. Lãnh đạo các hãng hàng không cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ phối hợp với tỉnh theo các nội dung đã trao đổi ký kết, đồng thời nghiên cứu giới thiệu, tìm kiếm nguồn khách đến Huế để có thể sớm mở đường bay quốc tế. Các hãng hàng không đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ tiện nghi, thân thiện để khai thác các tuyến đường quốc tế trọng điểm, kết nối các thành phố du lịch của Việt Nam đến các nước. Sân bay quốc tế Phú Bài mới được đầu tư hiện đại đã đưa vào khai thác vận hành và chuẩn bị khánh thành với công suất 5 triệu hành khách một năm. Thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu cao hơn về kỹ năng, nhưng lực lượng lao động lại chưa đáp ứng được. Để làm rõ hơn vấn đề này cũng như đưa ra các biện pháp tháo gỡ, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo với chủ đề tăng cường gắn kết các bên trong giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Hội thảo với sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh, các doanh nghiệp và các chuyên gia đến từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được xem là tiền đề cho việc xây dựng và hình thành cơ chế hợp tác các bên trong giáo dục nghề nghiệp, góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan, trong đó trọng tâm là làm rõ mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà trường trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, làm thế nào để đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế phối hợp ba bên nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp tại địa phương. Phương án như thế nào để tạo ra sự đột phá về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề đào tạo đúng hướng, nhất là các ngành nghề khoa học kỹ thuật công nghệ và đào tạo các chuyên ngành mới trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, hội thảo cũng đã nhận được các tham luận về các vấn đề như nghiên cứu giải pháp giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, giới thiệu mô hình hội đồng tư vấn kỹ năng nghề, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động. Trong khuôn khổ dự án Huế đô thị giảm nhựa với sự tài trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF tại Việt Nam, sáng 18 tháng 5, dự án Huế đô thị giảm nhựa phối hợp với Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch tại thành phố Huế. Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh.
Tại đây, các doanh nghiệp đã chia sẻ một số mô hình sáng kiến về giảm thiểu rác thải tại các khách sạn, nhà hàng, đơn vị kinh doanh lữ hành, điểm du lịch tại thành phố Huế, cũng như thảo luận các hoạt động lồng ghép nội dung giảm nhựa, du lịch bền vững, từ giảng dạy, đào tạo dành cho nguồn nhân lực du lịch. Qua đó xác định mục tiêu và một số giải pháp cụ thể, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong các hoạt động du lịch tại thành phố Huế trong giai đoạn 2023-2025, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam. Với mục tiêu đến cuối năm 2024, Huế sẽ giảm 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường. Tại hội thảo, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Hiệp hội Du lịch và Dự án Huế Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam cùng cam kết triển khai các chương trình giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch. Sở Du lịch chính thức phát động phong trào giảm rác thải nhựa trong hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn. Đầu năm 2023 này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chỉnh trang nối thông đoàn Tường Thành từ cửa Thể Nhân sang cửa Quảng Đức, ngang qua Kỳ Đài, đồng thời mở cửa cho người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Tuy nhiên, thật đáng buồn là trong thời gian gần đây, trên các bức tường thành xuất hiện rất nhiều hình ảnh, chữ viết bậy của những người thiếu ý thức. Thêm vào đó là nạn xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan cho di tích. Thực trạng trên đã khiến đơn vị quản lý phải đóng cửa tham quan về đêm và triển khai các biện pháp khắc phục. Phản ánh của phóng viên thời sự. Từ hai ngày nay, cứ khoảng 5 giờ chiều, khi cái nắng gai gắt dịu bớt, cũng là lúc một số anh em tổ bảo vệ địa điểm cột cờ Phu Văn Lâu thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lại cầm cùi với công việc xóa đi những chữ viết, hình vẽ bậy trên tường thành. Sử dụng gạch, đá hay bất kỳ vật sắc nhọn nào để lưu danh trên di tích, thể hiện tình yêu lửa đôi bằng cách ghi tên riêng kèm hình ảnh trái tim và có cả những từ ngữ dung tục được ghi lên trên tường thành rất phản cảm. Hành động thiếu ý thức của một số người làm ảnh hưởng đến mỹ quan của di tích này. Em cùng hai cùng các bạn lên đây để tham quan và tìm hiểu về những điều đẹp của thành phố Huế. Nhưng mà từ khi xuất hiện những hình ở phía sau thì em cảm thấy rất mất mỹ quan và hành làm xấu đi cái hình ảnh của Huế. Vì vậy là người dân sẽ có ý thức hơn để bảo vệ những di sản của thành phố Huế. Du khách thích tham quan và khám phá, nhưng mà những cái nét vẽ bề đó sẽ là gây mất cảnh quan, làm cho hiện tượng xấu đi ở trong mắt của các du khách. Mở cửa cho khách tham quan suốt 24 giờ trong ngày nên theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, viết vẽ bày lên di tích chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Bên cạnh gây mất mỹ quan bằng những hình ảnh, chữ viết bậy bạ, còn có tình trạng một số bạn trẻ ngồi phía trên của bờ thành của thượng thành rất nguy hiểm. Cùng với đó là vấn nạn xả rác bừa bãi. Do lực lượng bảo vệ của đơn vị mỏng nên việc theo dõi để nhắc nhở, xử lý gặp khó khăn. Cùng với việc nghiên cứu giải pháp phù hợp để xóa những hình ảnh xấu xí trên tường thành, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng tạm thời đóng cửa tham quan về đêm trên khu vực thượng thành từ 6 giờ 30 tối hàng ngày. Tôi cũng là cho nghiên cứu là cho quẹt lại bằng cái màu nó tương tự như cái màu rêu hiện có ở đây để nhằm xóa đi những cái vết tích, những cái hình vẽ, những cái hình ảnh nó không phù hợp, có cả cái biển để mà khuyến cáo du khách. Còn về lâu dài thì là định hướng của trung tâm theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì cũng là sẽ tập trung để xây dựng các cái tuyến tham quan trên thượng thành như các cái điểm eo bầu. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu xây dựng các cái phương án để đảm bảo cái công tác bảo vệ an ninh an toàn cũng như là bảo vệ gìn giữ di sản để khi đưa vào phục vụ du khách thì không xảy ra tình trạng thế này nữa. Những bức tường rêu phong giờ nham nhở bởi nét vẽ, chữ viết. Theo tiến sĩ Phạm Quốc Quân, thành viên Hội đồng Di sản Việt Nam, hành động viết vẽ bày lên di tích đang góp phần làm biển giang di tích. Nó thể hiện sự thiếu tôn trọng, thậm chí xem thường thành trì mà cha ông để lại. Điều này cũng làm mẻo mó đi những giá trị văn hóa và nét đẹp của đất nước trong mắt du khách. Những giải pháp mà Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai cũng giải quyết ở phần ngọn, gốc gác của vấn đề chính là giáo dục về lối sống, hành vi, kỹ năng và thái độ ứng xử văn minh với di tích. Có như vậy, di sản mới được gìn giữ trọn vẹn những giá trị văn hóa, lịch sử, tinh thần của ông cha để trao truyền cho thế hệ mai sau. Tiếp tục về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều nay Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đại biểu đã dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm, lắng nghe lại lời căn dặn của người và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại đã hy sinh cả cuộc đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc.
Cùng trong dịp này, Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đến thăm và dâng hương tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở địa chỉ 112 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tiến hành dâng hương và dành phục mặc niệm tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những người thân trong gia đình người. Sáng nay, Bảo tàng Lịch sử tỉnh phối hợp với thị xã Hương Thủy tổ chức dâng hoa dâng hương tại bia chiến tích Dương Hòa và khai mạc triển lãm chuyên đề Chiến khu Dương Hòa mãi mãi niềm tự hào. Chiến khu Dương Hòa là một minh chứng lịch sử về việc vận dụng sáng tạo đường lối kháng chiến của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nơi ghi dấu sức mạnh, ý chí quyết tâm, tinh thần quả cảm của quân và dân Thừa Thiên Huế trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đây là nơi đóng quân của các cơ quan đầu não của tỉnh và là mặt trận phía Nam của chiến trường Trị Thiên Huế trong hai cuộc kháng chiến, nằm trên tuyến đường giao thông Bắc Nam và là cầu nối giữa Liên khu 4 và Liên khu 5. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đây còn là nơi dừng chân của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Lịch sử của chiến khu Dương Hòa là lịch sử của những chiến công hiển hách gắn liền với lịch sử truyền thống hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế. Triển lãm chuyên đề Chiến khu Dương Hòa mãi mãi niềm tự hào với hơn 100 hình ảnh tư liệu và gần 100 hiện vật quý tiêu biểu. Mỗi hình ảnh hiện vật đều gắn liền với một câu chuyện lịch sử, giúp người xem hiểu thêm về cuộc sống khó khăn, gian khổ, hy sinh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự sáng tạo, tinh thần lạc quan, tình yêu quê hương đất nước, tình đồng chí, đồng đội. Sáng nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế và Ủy ban dân xã Phú Dương, thành phố Huế tổ chức khai mạc giải đua trải truyền thống Làng Dương Nổ. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 125 năm người về sinh sống tại Làng Dương Nổ. Giải đua trải truyền thống năm nay của xã thu hút 6 đội đua đến từ 6 khu vực trên địa bàn xã. Các đội tranh tài tại 10 đội đua gồm 1 đội cúng, 8 đội tiên, 1 đội phá dọc theo dòng sông Phổ Lợi. Thời tiết thuận lợi trong ngày đã giúp cho các đội đua phát huy hết khả năng của mình. Bên cạnh sự hấp dẫn từ những màn so kè kịch tính của các đội đua trên sông, không khí cổ vũ cuồng nhiệt của người dân địa phương cũng làm nên thành công cho ngày hội. Theo ban tổ chức, giải đua trải truyền thống bên cạnh rèn luyện kỹ năng sông nước cho thanh niên còn là dịp để tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các khu vực. Do đó, trong suốt quá trình diễn ra giải, công tác đảm bảo an toàn cho các vận động viên luôn được ban tổ chức phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ nhằm tránh xảy ra xô xát không đáng có, tạo ấn tượng tốt đẹp để khép lại lễ hội Làng Dương Nổ, hành trình tháng năm nhớ Bác. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, trong đó việc đa dạng hóa các hình thức phù hợp cho từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể là ưu tiên hàng đầu. Qua đó, nhiều tấm gương thanh niên điển hình xuất sắc xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương. Phòng sự sau sẽ giới thiệu những tấm gương đoàn viên ở những lĩnh vực rất khác nhau nhưng cùng đều chung nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh. Thực hiện theo lời dạy của Bác, nhiều thanh niên nông thôn và đô thị đã có những cách làm hay, sáng kiến mới, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Điển hình trong số đó là câu chuyện về tinh thần dám nghĩ dám làm của chàng trai Ngô Minh Hiếu, giám đốc hợp tác xã sản xuất và chế biến nông sản Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Với trăn trở giúp người dân địa phương tìm được đầu ra cho nông sản, Minh Hiếu đã mạnh dạn trình bày ý tưởng thực hiện dự án đậu phụng tỏi ớt Huế nết tại cuộc thi thanh niên khởi nghiệp tỉnh lần thứ 2 và đã xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi. Dự án này cũng đã đạt giải 3 cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Giờ đây cơ sở của Hiếu đã đạt doanh thu 2,5 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho gần 10 lao động và đặc biệt đã góp phần hỗ trợ thu mua một lượng lớn nông sản của người dân địa phương. Phát huy theo lời dạy của Bác ấy, để mà phát triển tốt cơ sở của mình cũng như là tạo giá trị cho cộng đồng thì mình luôn nghĩ đến cái chúng ta kinh doanh tự tế liêm khiết, rồi là mình cùng tạo giá trị cho cộng đồng để cho mình có được giá trị ở trong đó. Thêm một cái đó là một trong những lý do tiêu chí để cho Huế nớt và bên mình phát triển bền vững, phát triển cùng cộng đồng. Thứ hai nữa là các chủ trương, các cái chính sách của Đảng, của Nhà nước thì mình quan tâm định hướng, vì theo đó để cho mình đi cùng với nền nông nghiệp, đi cùng nền chế biến của mình, rồi ra sản phẩm thị trường nó cạnh tranh hơn, nó tốt hơn. Nhận công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vào năm 2020. Công việc chuyên môn của chuyên viên Cải Vĩnh Tuấn Anh là thống kê tội phạm, hướng dẫn nghiệp vụ và các chương trình công tác phòng chống tội phạm của tỉnh và Viện Kiểm sát tối cao.
Công việc bận rộn và tốn nhiều thời gian, nhưng Tuấn Anh vẫn sắp xếp ổn thỏa để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, vừa là một bí thư đoàn sôi nổi với cả hoạt động đoàn của đơn vị. Nhiều sáng kiến của Tuấn Anh có giá trị thực tiễn cao đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm sát và địa phương. Thực hiện việc học tập và làm theo lời Bác, thì trong thời gian vừa qua, bản thân tôi cũng đã cố gắng học tập, rèn luyện và trau dồi những kỹ năng cần thiết trong công tác chuyên môn và trong hoạt động đoàn, phát huy tính chủ động và sáng tạo để qua đó khẳng định được về năng lực và trình độ của bản thân đối với cái lĩnh vực công tác được phân công, góp phần nâng cao cái nhận thức trong việc học tập và làm theo lời Bác trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh hay công tác chuyên môn, nhiều thanh niên còn âm thầm nỗ lực trong tập luyện để giành được những tấm huy chương danh giá về cho thể thao Thừa Thiên Huế. Tham gia vào sự nghiệp tập luyện chuyên nghiệp hơn 11 năm qua, cô gái nhỏ nhắn Nguyễn Thị Thùy Linh đã xuất sắc gặt hái được nhiều thành công tại các giải đấu trong tỉnh và toàn quốc về bộ môn đá cầu. Với những thành tích xuất sắc đó, Thùy Linh đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2022 và 2023. Em bắt đầu từ năm 2012 đến bây giờ là cũng được 11-12 năm rồi. Với cái sức trẻ của thanh niên thì em nghĩ là mình làm tốt nhiệm vụ của mình. Kết hợp với sự đam mê của em thì em có thể rèn luyện để mang được về nhiều thành tích cho quê hương và đất nước của mình. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với việc hình thành và giữ gìn những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Có thể nói qua những cách làm sáng tạo của các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến nhận thức của đông đảo cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi. Tỉnh phát triển đã dần đi từ học tập đến làm theo lời Bác, gắn với những mô hình mới, phương thức phù hợp. Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, thanh niên Thừa Thiên Huế biến niềm tin thành hành động như lời hứa suốt đời đi theo con đường vì dân vì nước mà Bác đã mở lối, phấn đấu học tập và làm việc theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, cơ giới hóa mới chỉ phổ biến ở cả khâu làm đất, tưới nước, phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc thu hoạch. Với khâu gieo cấy, thời gian qua, Trung tâm Khuyến Nông đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị nghiên cứu để áp dụng các giải pháp cơ giới như xà hàng, xà cùm. Trong vụ đông xuân vừa qua, phương pháp này đã chứng minh hiệu quả cao ngay trong lần đầu áp dụng. Vụ đông xuân 2022-2023, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã phối hợp với đối tác trên diện máy xà lúa theo cùng tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, có quy mô diện tích 1,5 hectare với giống lúa G02. Theo Hợp tác xã và bà con nông dân, cơ giới hóa khâu xuống giống ngoài góp phần giảm lượng giống gieo xạ từ 60-70% thì còn giảm lượng phân bón vô cơ, số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, ít sâu bệnh, đặc biệt là khả năng chống độ ngã tốt, nâng cao chất lượng lúa gạo do hạt mẩy hơn, sáng hơn, sạch hơn, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn, năng suất thu hoạch cao hơn 10% so với phương pháp gieo xạ truyền thống. Qua cái xạ cũng ban đầu thì nói chung là nó thấy lừa thưa người nông dân nó cũng đồng tình. Nhưng mà quá trình theo dõi thì về cái vấn đề phát triển của cây lúa thì giai đoạn đầu thì lại lừa thưa, nhưng mà sau khoảng 30 đến 35 ngày là lúa để nhánh nó phát triển nó tương đối đẹp, nhất là theo hàng, theo cụm. Rồi quá trình đầu tư chăm sóc thì đến giai đoạn là khoảng 40-50 ngày là lúa nói chung là nó đều khắp trên cả thửa ruộng. Máy xà lúa theo cùng là loại máy cải tiến từ máy cấy nên có hoạt động tương tự như máy cấy, tạo ra ruộng lúa xà theo hàng, theo cùng như ruộng lúa cấy. Nhưng về mặt hiệu quả kinh tế thì ruộng lúa xà theo cùng vượt trội hơn ruộng lúa cấy do bỏ qua công đoạn gieo mạ khá phức tạp, giảm được chi phí gieo cấy. Sử dụng máy xà lúa theo cùng hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu cơ bản để có thể đưa vào phục vụ cơ giới hóa sản xuất lúa. Về cái tình hình chăm sóc, vấn đề vật tư, ở chung là cơ bản cũng tương đối tốt. Còn về cái tình hình sâu bệnh thì nói chung là xà cùm này thì nó kháng được các cái loại sâu bệnh, nhất là cái vấn đề bệnh khô vàng. Nói chung là chia được cái ánh sáng, cho nên tình hình bệnh khô vàng nó rất ít.
Thứ hai cái giống này là cái giống nhiệm đầu ôn. Nhưng mà về bình đầu ôn, riêng cái sợi cụm này nói chung là cái cây nó thoáng và nó cũng chia theo cái dạng ánh sáng mặt trời, cho nên cái lá nó tốt, lá cứng, cho nên nó cũng tạm kháng được cái đầu ôn lá. Qua cái mô hình này thì về phía trung tâm khuyến nông thì chúng tôi tiếp tục kiến nghị với lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục cho phép trung tâm khuyến nông là nhân rộng cái mô hình này trong cái thời gian tới, thông qua cái việc là một là chúng tôi sẽ đề xuất để hỗ trợ cái máy sợi cụm này cho bà con nông dân và các hợp tác xã có nhu cầu. Cái thứ hai là tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo, hướng dẫn người dân sử dụng thành thục cái máy sợi cụm này trên địa bàn của tỉnh. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khi áp dụng cơ giới hóa vào khâu gieo sà cụm như chi phí máy móc, tập quán sà dày theo kiểu truyền thống còn ăn sâu trong nhận thức của nông dân. Song, với nhu cầu của sản xuất lúa gạo theo hướng hàng hóa xuất khẩu, thông qua hội thảo đầu bờ mới đây tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, ngành nông nghiệp tỉnh cùng các địa phương và người nông dân đã phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần hạ giá thành sản xuất, nâng cao được hiệu quả kinh tế, từ đó tháo gỡ được những khó khăn khi áp dụng cơ giới hóa khâu gieo cấy vào sản xuất lúa ở Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.